Như vậy là cô vừa hướng dẫn các bạn một số những kỹ thuật liên quan đến cái áo cô đang mặc rồi. Và bây giờ cô sẽ chia sẻ sang một số những cái kỹ thuật mà đang có những cái sản phẩm bày ở đây. Thứ nhất là bên cạnh của cô ở đây thì đây là một sản phẩm áo dài cách tân và ly vuông. Sau đó thì cổ thuyền và đây là một dạng cổ kiềng. Thế thì về phần cử động thì cô nói rồi là cử động ngực trừ 4, cử động eo cộng 2, cử động mông cộng từ 0 đến 4, cộng trừ từ 0 đến 4. Và cái độ A tà này cô đang để là trung bình là khoảng 4cm. Còn cái tà đằng sau này các bạn có thể để tà A có thể khoảng là từ 5 đến 8cm tùy theo chiều cao của khách hàng cũng như là dáng của khách hàng để chúng ta lấy cái phần tà. Còn cái phần cổ kiềng này thì các bạn chỉ cần là lấy rộng hơn so với cổ cơ bản, sâu thêm khoảng 1,5cm và rộng ra khoảng 1cm so với cái cơ bản của bộ dập gốc cũng như là công thức gốc của chúng ta thì chúng ta sẽ có được cái phần cổ kiềng này. Thế còn cái phần tay rủ này thì đây là cái phần tay gọi là tay thì hay gọi là tay loe kèn. Thì cái phần này thì chúng ta muốn nó mềm mại và tiết kiệm vải thì chúng ta nên cắt rời ra để chúng ta tạo độ rủ cho cái phần tay. Thì cái này các bạn có thể là hỏi riêng cô, vì cái này nếu mà muốn hiểu được nữa thì cô sẽ phải có những cái cô phải vẽ lên bảng thì các bạn mới sẽ hiểu được cái phần này. Còn nếu không thì các bạn chỉ hình dung là muốn cái tay rủ thì chúng ta chỉ cần cắt cái độ cong giữa cái điểm nối trên và dưới này này, nó có độ cong theo ý chúng ta muốn là độ rủ nó sẽ có độ nhiều hay ít ở cái phần rủ đó. Đấy là phần áo bên này. Thế còn là phần áo bên này của chúng ta thì cũng là phát triển từ gốc cơ bản ra, cũng là ly vuông. Và khác một chút là cái phần xuyên thấu này. Thì cái phần xuyên thấu này của chúng ta nó chờm qua cả vai. Chờm qua cả vai các bạn nhé. Các bạn có nghe rõ cô nói không ạ? Vậy thì các bạn thấy là cái áo dài này của chúng ta thì phần xuyên thấu này nó chờm dưới vai tầm khoảng từ 5 đến 7cm tùy theo các bạn muốn. Và để cho cái áo dài này của chúng ta mà khi mà cắt xuyên thấu chờm như thế này thì các bạn nên sử dụng ly vai ở đây. Và chúng ta sẽ cắt liền toàn bộ cái phần xuyên thấu này từ đằng trước ra đằng sau thì chúng ta mặc lên sẽ rất là thoải mái và rất là đẹp và rất là ôm form. Thì đây là phần áo dài này. Cái áo dài mà Thủy nghĩ là khó trong mấy cái áo bày ở đây thì Thủy nghĩ đang là áo dài cánh bướm và áo dài hoa hồng. Thực ra thì hai áo dài này nói là khó với những người mà chưa biết làm thôi, chứ còn những người mà đã từng làm rồi hoặc đã từng mua dập của cô Thủy về để làm rồi thì lại bảo cũng không khó lắm. Đấy, cũng không khó lắm. Nhưng mà sẽ có hai cách để lựa chọn. Một là các bạn may mẫu áo dài này hai lớp, hai là các bạn may áo dài một lớp. Thì những cái khóa học gần đây thì cô có hướng dẫn các bạn sử dụng cả hai cách. Thì cô sẽ nói sơ qua một chút để các bạn hiểu về mẫu áo dài này nhé. Đây các bạn, đây là cái mẫu áo dài nơ bướm. Thì cái phần chúng ta vẫn sử dụng là bộ form dập gốc của áo dài truyền thống. Sau đó thì các bạn sẽ đóng cái phần ly ben này lại và ly eo này lại để các bạn tạo các đường cắt ra. Và đặc biệt là ở trong này của chúng ta sẽ là hai lớp và cái phần nếp bướm này của chúng ta sẽ là liền để chúng ta gấp. Và bên này thì chúng ta cũng sẽ làm liền chuyển của cái phần ly ben và ly eo lên để chúng ta gấp thành cái phần nơ. Cái phần này thì cô gợi ý như vậy. Còn nếu như các bạn mà muốn nhanh và muốn chuẩn thì các bạn có thể mua sẵn hoặc là alo cho cô để cô gửi các bộ dập. Xong lúc các bạn làm thì phần nào không hiểu thì các bạn alo cho cô, như thế sẽ nhanh hơn. Vì nếu như các bạn muốn tự tay cắt được những cái này một cách chuẩn xác và đẹp giống như thế này thì các bạn có thể tham gia các khóa học online của cô đang được quà tặng trong những ngày cuối năm cũng như là đang được cô hỗ trợ để tri ân với các bạn, để các bạn có một cái mức học phí gọi là người nhà rất là thấp để các bạn có thể đạt được những cái đam mê của mình cũng như là cái lòng biết ơn của cô cảm ơn đến các bạn. Thì đây là các cái bộ như vậy. Và các bạn thấy là hai cái mẫu này của chúng ta thì có gần giống nhau. Thực ra là nói giống nhau đến 90%, chỉ khác có mỗi là cái bên này thì toàn bộ cái phần nơ cô chuyển thành hoa hồng, sau đó thì cô quấn thành hoa hồng thôi. Cho nên là hai mẫu này các bạn có thể làm giống nhau được. Và cái phần cổ này thì cô Thủy để hở ra một chút để cho cảm giác nó không bị kín cái phần cổ khi mà người mẫu mặc. Và hai áo này của cô Thủy thì cũng đã được một số các MC truyền hình mặc lên ghi hình và được rất là nhiều người khen. Và cũng Thủy cũng được lì xì cũng như là được mọi người trả cho mình một cái công cũng tương đối là hậu hĩnh. Thì cái điều này là điều bí mật mà cô Thủy muốn giữ riêng cho mình. Chính vì vậy các bạn ạ, các bạn chỉ cần dành một ít thời gian và đầu tư một chút về kinh phí học để chúng ta có được những cái mẫu áo dài nó nhanh và đẹp như thế này. Vì đấy chính là một trong những cách để chúng ta đến được với thành công và cũng như là để cho chúng ta có được một cuộc sống ổn định hơn. Ok,
Thế thì bây giờ đến cái phần mà hỏi và trả lời. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Các bạn có câu hỏi gì trong 4 mẫu áo dài này không ạ? Để cô Thủy trả lời ạ. Các bạn nhớ nhé, hai áo dài này nếu như các bạn muốn may một lớp ấy, thì các bạn chỉ việc là các cái phần nếp xếp đấy các bạn may cố định luôn để tạo thành một cái đường may ở đấy, thì không cần phải may hai lớp thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Có vẻ như là các bạn cũng đang muốn là nhận quà đúng không ạ? Ok ạ, thế bạn có thể có câu hỏi thì các bạn hỏi đi ạ. Bạn Bùi Thúy Miều: ly sườn hay bị vặn, dương nách chéo bị nhăn nhúm,